Vâng, xin trân chào cả nhà. Một lần nữa đây là khoa học gia xét nghiệm Hannah Ái Hành Trần. Thì hôm nay mình rất là hứng khởi để mà được giới thiệu đưa đến quý vị một cái sản phẩm collagen mà đẳng cấp y khoa từ một cái công ty mà mình mới gia nhập cách đây độ 10 ngày. Vâng, và có thể nói đây là công ty duy nhất mà có thể cho ra collagen với đẳng cấp y khoa hiện tại trên thị trường. Thì thị trường có thể nhiều công ty có collagen mà chưa có công ty nào có thể có một collagen với đẳng cấp y khoa. Họ có thể là clinical grade, tức là minh chứng lâm sàng là có kết quả, hoặc là họ có thể là pharmaceutical grade là đẳng cấp dược khoa, nhưng mà cao cấp nhất vẫn là đẳng cấp y khoa. Và đây là cái mà mình đã nắm trong tay từ bắt đầu từ 10 ngày hôm nay với công ty, sau khi mình hợp tác với công ty Q Science. Q đại diện, cái chữ Q là cái chữ tắt cho quintessential, tức là có nghĩa là tinh túy nhất và tinh hoa nhất. Science là khoa học, thành ra nó cái tên của nó là Q Science là như vậy các bạn. Thì bây giờ mình xin đi vào cái bài chia sẻ của mình để mà quý vị có thể hiểu rõ hơn về cái sản phẩm này các bạn ạ. Thưa các bạn, thì mình là Medical Laboratory Scientist, tức là khoa học gia về khoa học xét nghiệm của y khoa. ASCP, tức là American Society of Clinical Pathologists, tức là có bằng chứng nhận của bác sĩ về khoa học xét nghiệm của Mỹ. Và MBA có nghĩa là Master of Business Administration, mình cũng có thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Thì đây là email và điện thoại của mình, nếu quý vị nào có câu hỏi thì xin cứ liên lạc nhé. Và đây là kết quả sản phẩm mình muốn đưa lên trước cho các bạn thấy. Thì cái collagen của công ty này á, nó có hai loại ngoài da, có hai loại bên trong và hai loại cho bên ngoài. Thì nó có bốn loại sản phẩm tất cả. Thì đây là cái sản phẩm mà bên trong, uống vào bên trong các bạn, thì nó tên là collagen mà nó tên là Reform, và cái mùi của nó là mùi xoài và đào. Thì đây là trước và đây là sau, và đây là kể cả những cái vấn đề về da đó, các vấn đề về da chứ không phải chỉ có cái này thôi nha các bạn, thì các bạn có thể thấy được sự phục hồi. Và đây là nói về da mặt là các bạn, mụn cũng đã bớt mụn, mắt cũng đã bớt nhăn và khóe mồm cũng đã được nâng lên các bạn nhé. Vâng, thì bây giờ các bạn thấy đây là cái Reform Collagen của công ty Q Science, nó hỗ trợ chống lão hóa từ đầu đến chân, và đây là những lợi ích của nó nè các bạn. Chống lão hóa toàn thân, giảm xuất hiện nếp nhăn, đường nhăn và hỗ trợ luôn cái sự đổi màu và tác động của ánh nắng mặt trời các bạn ha, thúc đẩy da săn chắc và dẻo dai. Da không những săn chắc mà còn dẻo dai nữa, thành ra cái sự đàn hồi nó được phục hồi trở lại các bạn ha. Rồi ma trận collagen có nghĩa là bốn cái chất này này các bạn, nó là collagen, nó có 5 loại tất cả, và nó có thì trong cái chai này nó có bốn loại, là một hai loại, một loại, hai loại, năm và loại 10. Cái chai kia đó nó sẽ có bốn loại khác, thì các bạn chờ tí nhé. Thì cái gọi là vậy, bởi vì mình mới gọi là ma trận collagen, cung cấp nó hỗ trợ từ đầu đến chân, bao gồm mắt, móng, tóc và nướu răng. Thành ra bạn nào mà có vấn đề về chảy máu nướu răng đó, sau khi dùng cái này một thời gian cũng sẽ thấy bớt dần nha các bạn. Rồi thì cái loại thứ hai mình nói hồi nãy đó là hai loại bên trong, hai loại bên ngoài. Thì cái loại thứ hai là rebuild, rebuild, ok các bạn. Thì cái mùi vani, và nó dùng cho các bạn nào mà thích và săn chắc thon gọn và thích giảm ký á, thì đây là lợi ích, nó tăng cường cái cơ nạc khỏe mạnh và giảm mỡ cho mình ha. Rồi nó hỗ trợ cái sức khỏe của khớp và mô, rồi nó tăng cường khả năng vận động nhanh nhẹn và phục hồi cho mình. Và cái ma trận collagen của nó là gì, là của số 1, số 2, số 3 và số 10. Thì nó cung cấp hỗ trợ từ đầu đến chân, bao gồm mắt, móng, và níu. Và cái anh này á, nó hỗ trợ được sức khỏe của khớp và mô. Và tại vì khi mình đọc cái tài liệu này, mình thấy có một cái chất thêm mà trong này nó không có nói, đó là nó có glucosamine các bạn, thành ra do đó nó hỗ trợ rất nhiều glucosamine nhé, ngoại trừ 1, 2, 3 và số 10 collagen, do đó nó hỗ trợ rất nhiều về sức khỏe của khớp và mô. Các bạn, rồi đây là cái thành phần mà dùng cho bên ngoài của da, mà nó cũng thuộc loại peptide collagen thủy phân và đạt tiêu chuẩn y khoa, các bạn thấy chưa?
thì do đó nó kết quả của nó mang lại là tối đa trong sự có thể của collagen. Thành ra đây là những lợi ích các bạn. Nó là peptide collagen loại 1 và 2, và nó có natri hyaluronate để mà thúc đẩy cho cái làn da của mềm và khỏe mạnh, và đồng thời nó có niacin niamide để hỗ, nó là một cái hàng rào để bảo vệ cho da mình được ẩm và chống cái sự lão hóa. Và nó có resveratrol, nó là một cái chất chống sinh hóa cực mạnh để nó hỗ trợ tái tạo cái tế bào khỏe mạnh cho mình. Thì cái này là mình bôi toàn thân hoặc là mình bôi bàn tay và cánh tay của mình các bạn. Thì cái sản phẩm kế tiếp là dành cho mặt nhá, ban đêm trước khi mình đi ngủ mình dùng nó. Rồi đây là cũng là tiêu chuẩn y khoa, tại vì cái hỗn hợp của nó là một cái hỗn hợp collagen tetra peptide độc quyền của công ty Q Science, và nó có chất gold, gold colloid, tức là cái gold là vàng nha các bạn, và đã được minh chứng trong lịch sử là có tính chất làm săn chắc cho làn da của mình, và đồng thời nó có cái probiotic, vậy nó hỗ trợ, nó là cái sự hỗ trợ hệ thống vi khuẩn lành mạnh, hay là lợi khuẩn thì đúng hơn, vi khuẩn mà nó lành mạnh thì mình có thể gọi là lợi khuẩn, phải không ạ? Nó giúp cho cái cân bằng cái lớp lipid ở dưới da của mình, lớp lipid là lớp mỡ ở dưới da của mình, và đồng thời nó có tế bào gốc thực vật, nó khuyến khích cho một mai trận collagen liền thể bào khỏe mạnh nhé. Thành ra đây là cái sản phẩm serum mà collagen bên ngoài, chép bên ngoài mà nó có vàng ở trong đó các bạn. Thì vâng, nói như vậy có nghĩa là chấm dứt cái bài nói chuyện hôm nay của mình. Và bài đầu tiên của sản phẩm của công ty Q Science mà mình mới tham gia cách đây 10 ngày. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài nói chuyện kế tiếp về sản phẩm mới của công ty mới này mà mình mới hợp tác. Xin chào.